Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vào châu Âu, mà sau một trận mưa rất lớn, mình sợ những cây dâu của mình đã hỏng rồi. Với cả mấy hôm mình đi cô mình cũng không xem được nó. Bây giờ mình sẽ đi xem thử em là có quả hay là đã chết rồi nhá. Các bạn đi nào. À, mình tưởng nó chết rồi cơ, nó vẫn đầy này các bạn ơi. Ô, to quá. Đây nữa ở đây gần này. Một quả. Hôm nay mình nghĩ là nó rất là nhiều cho nên mình đã cầm chỗ đi. Hai quả. Sao này này. Ba quả. Quả tiếp theo. Đây, được bốn quả rồi. Sao này nào. Ô, trận này rất là lặng, mình không một thẻ bên. Đây. Em đã xuống đây. Để mình xem còn quả nào nữa. À, vẫn còn một quả trong đây. Một quả trong đây thôi. Đây. Đây quả này này. Ba quả nữa rồi. Ôi. Đầu kia vẫn còn quả kìa. Bố ơi, sao lại con cái chậu này cái. Đây. Quả này to quá là mình vặt mãi không được. Rồi, để mình xem là còn không nào. Quả này hơi bự là mình không ăn được những quả này. Rồi, mình đã... mình đi xem đi vào tiếp. Đây rồi. Quả này hơi bị đen cuốn tí. Sao thì nhỉ? Đây. Chọn là nhiều lắm luôn các bạn. Nhiều hơn cả tầm một đấy. Đây. Đây mình đã xin đấy. Đây. Những quả nào đẹp các bạn hãy xem hộ mình nhá. Nếu mà mình đang bị đau họng thì sẽ giọng mình mới khác đi. Mấy chỗ này thật khó quá. Mà người cháu giúp thôi. Thôi đi. Sợ mấy người đi. Quả này rồi, chín nữa thì được các bạn. Hết luôn. Ờ, chỗ Việt, chỗ kia vẫn còn kìa. Như đây này. Mình ăn hết cả rổ này luôn các bạn ơi. Vặt tay này vặt ăn các bạn ơi. Vặt đi. Mình có mấy vặt này mình vặt đại. Thôi mình đi vào tiêu mình ăn kìa.
Để mình xem nó có nhiều cái nợ. Một, bạn hơi bé. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Ê, các bạn thấy gì thế nào? Ô, ngoài này cũng có. Ôi, đây rồi. Đây, quả này rất đẹp luôn. Bảy, tám, chín. Chín quả rơi. Xem còn quả này. Hết rồi. Tập này thì có 9 quả thôi. Tiếp tục mấy cảnh tượng nha. Hôm nay mới mưa to xong rồi ngập hết nước. Ôi, các bạn ơi, nhìn nào. Gần tới chỗ cầu thang gần xuống rồi. Nhưng mà bạn đã lóng làm cái này nhưng mà phải dọn sạch sạch đúng mình. Nhưng mà mình cần cái này từ cây thôi. Này các bạn cứ làm sạch sạch vào, các bạn cứ lấy vào là cái các bạn làm được cái hồ bơi luôn. Đây là cái chỗ cầu thang này, các bạn làm một chỗ nữa không, mình đã để cho nên đây từ nước nó hết rồi các bạn không thể nào bơi được. Nào giờ về mặt tiếp nào. Ôi, đi trên này trơn quá. Tại vì nó ngập nhiều nước quá nên là không muốn ngập đấy các bạn. Chắc mình phải cho bớt nước này xuống rồi. Không chắc ngập chân nữa. Đi chờ nó các bạn ơi. Mình xít ngã luôn. Mà làm cái chân giống mình mà không chọn sạch sẽ là sẽ đi đấy sẽ ngã sầm mặt nữa. Ngay là mình đi chân trơn được không chết đây. Cho các bạn xem này. Nhậu mình chốc đây nặng quá. Mình sẽ nhờ bố mình cầm. Chứ không mỏi tay quá rồi. Ôi, đi sang này đi. Các bạn sang này nữa nè. Chỗ này gặp đầy nước quá. Mình mà ngồi từng cái là mình ướt quần luôn đấy các bạn. Đất này, đất của mình bây giờ là cấm đầy nước rồi. Tí đó mình sẽ cho nó hút bớt nước đi. Các bạn lần này các bạn thì bịt một cái gì lên chứ các bạn. Đừng có làm không có lỗ là không xả được nước đâu. Nước mình đắng nhiều rồi là mình không xả được đâu. Chỗ này nhiều cát. Thôi vặt tiếp đi. Đã ăn rồi, đã ăn rồi. Ốc của tôi vặt mà. Cậu đâu rồi, đây rồi. Chắc lại đầy giống hôm trước đây. Nhiều quá các bạn ơi. Chín quá. Chà, chín thơm quá. Thơm quá các bạn ơi. Mình đứng ở đây thôi. Quả này chín quá, bắt đầu quả này chín quá thốt rồi. Đứng ở đây là nó cực rồi. Nó cực rồi. Mưa gió ít quá. Các bạn
bố mình đã bật cổ mình đấy. Đây. Bỏ toàn ngay mà thối mất. Sâu ăn mất rồi. Bố xanh này đi bố ạ. Nhiều quá. Bố bắt hộ con tí này. À, to quá. Cái tô mình đã bị chuột cắn nó tìm rồi. Chín quá. Mất rồi. Chín quá. Đấy, con này con sâu. Con sâu to quá ăn mất. Con sâu to quá ăn mất. Đấy, con sâu. Ghét con sâu quá. Đây con sâu nữa ăn quả. Cồn quá mấy con sâu này. Đấy, con sâu ăn mất mấy quả luôn. Các bạn mấy quả sâu này mình làm mình đã bơi sâu rồi đấy. Đây, sâu ăn mấy quả luôn. Ô, các bạn ơi. Mấy con dâu này đang hỏng lắm. Là dưa của mình lắm. Nhiều quá. Mình ngấm nước rồi. Thừa quá. Thừa còn mấy quả nữa. Đây còn mấy quả nữa. Đây được rồi. Quả này to vĩ đại luôn. To. Mọc này. Đấy. 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 Đây là mấy cây rau muống bè. Đây là hệ thống cống nước. Bây giờ mình phải tháo bớt cái nước này đi. Đấy, các bạn thấy không? Để mình rút nước đi. Tháo nước lâu quá, mình xé quá quá. Nhưng
có ăn đi ơi, thèm quá rồi. Thế ăn bọn này nhá. À, cô bé ơi, nó nắm hết các bạn ạ. Ngon rồi, mình cầm mất rồi đây. Chúng ta còn làm rất là đơn giản, đã biết làm nha, ngon thế bạn. Mình sẽ ăn hết quả to luôn. Ngọt cũng ngọt. Mình mua mất. Rất ngon. Ăn mới hai quả dâu đã thấy rất là cảm khái rồi. Mình mua các bạn ơi. Mình dẹp ăn những chục quả nữa. Các quả bé bé rất là chỉ ăn rất là ngon luôn. Mình chả biết là nói kiểu gì nữa. Nói chung mình nó rất là ngon. Mình ăn nữa này. Quả này giống như là có hai cái răng răng ấy nhỉ các bạn nhỉ. Mình ăn thử em nào. Ngọt rượu. Ngon quá các bạn ơi. Ngọt liệm luôn. Nếu bạn nào mà thèm ăn dâu á, các bạn hãy mua về trồng nhá. Đừng có mua ở ngoài rất là đắt luôn. Mà một cây bé béo nhà mình thì bán mỗi 10.000 một như một chậu bé bé này. Đấy, thì có mười giá 10.000 thôi. Nếu một chậu, nếu các bạn muốn một chậu to như thế này là một tầm 100.000. Ngon. Dâu là mình trồng dâu tươi nhá. Các bạn an tâm đều là héo ấy. Mình cho thím mình một chậu. Mà thím mình trồng nó gì mà nó đã chết rồi. Thế nên là các bạn phải biết cách trồng, các bạn mới trồng nhá. Mình sẽ ăn thêm quả lửa. Thầm hương và mình phải ăn đây ạ. Không còn nhìn trắng này. Mấy quả như thế này nó rất là ngọt và rất là tròn luôn. Ôi, mình ăn thêm cục cải nữa. Cái hạt lên nhà mình rất là ngon. Chứ không phải chua như các bạn nghĩ không? Đã trồng mình cơ kiếm rồi mình thấy chua. Các bạn nữa là đỏ rượm. Đỏ như thế này mà các bạn không tin nó ngọt à? Ngon. Nếu bạn nào không tin cái dâu này ngọt thì các bạn hãy mua về ăn và trồng và ăn thử nha. Chúc các bạn nghe tốt đẹp, xin chào tất cả các bạn.